Trong phiên đấu thầu diễn ra vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết quả đấu thầu vàng miếng SJC. Theo đó, có 3 đơn vị trúng thầu với tổng số lượng là 34 lô, tương đương 3.400 lượng vàng, trong tổng số 16.800 lượng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu. Cụ thể, 3 đơn vị trúng thầu là Ngân hàng ACB, Công ty Vàng bạc Đá quý SJC và Ngân hàng Sacombank với giá trúng thầu là 86,05 triệu đồng một lượng, cũng là mức giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra. Theo tìm hiểu, trong lần đấu thầu này, có 10 đơn vị tham gia gồm Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, Công ty Vàng bạc Đá quý SJC, Công ty PNG, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý, Ngân hàng TP Bank, ACB, TCB, VP Bank, Sacombank. Tuy nhiên, chỉ có 3 đơn vị đặt thầu, cũng chính là 3 đơn vị trúng thầu lần này. Bên cạnh đó, có một đơn vị đã đặt cọc nhưng vắng mặt. Như vậy, đây là phiên đấu thầu vàng thành công thứ 2 trong tổng số 5 lần sau phiên thành công thứ nhất diễn ra ngày 23 tháng 4.